Cách đây độ vài năm, ở NBA tồn tại một khái niệm được gọi là Dead Lineup. Dịch nôm na nghĩa là đội hình tử thần. Tên gọi này nhằm ám chỉ đến đội hình đã đưa đế chế Golden State Warriors thống trị NBA trong suốt nửa sau của thập niên 2010. Một đội hình gồm 5 cái tên đẳng cấp bậc nhất giải đấu và toàn diện ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự: Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Iguodala và Kevin Durant. 5 cầu thủ tạo nên một thời kỳ vàng son trong lịch sử của Golden State Warriors. Họ phá vỡ đi lối đánh thuần vị trí truyền thống đã tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải đấu. Liên tục xô đổ những kỷ lục tưởng chừng không ai có thể phá vỡ, thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn cõi NBA. Có thể khẳng định đội hình tử thần là một trong những tập thể xuất sắc nhất trong 75 năm lịch sử của đấu trường bóng rổ danh giá nhất hành tinh. Thế nhưng đội hình tử thần nhanh nở thì cũng chóng tàn. Thất bại trước Toronto Raptors tại series chung kết năm 2019 đánh dấu sự sụp đổ của đế chế Golden State Warriors. Đồng thời các ngôi sao của họ cũng tan đàn xẻ nghé. Klay Thompson chấn thương ACL đến tận bây giờ vẫn chưa thể xỏ giày ra sân trở lại. Iguodala từ giã vùng vịnh để chuyển sang Miami Heat. Kevin Durant ôm mộng lập nên đế chế của riêng mình tại Brooklyn Nets cùng Kyrie Irving để đấm vào mồm các anti-fan bảo anh chỉ giữa hơi Warriors. Chỉ còn mỗi Stephen Curry và Draymond Green còn lành lặn và tiếp tục gắn bó với màu áo Golden State, đội hình tử thần chính thức tàn rã. Một sự tiếc nuối cực lớn dành cho người hâm mộ NBA nói chung và Warriors nói riêng. Chẳng biết khi nào mới có thể tập hợp những con người xuất chúng ấy trong một trận đấu một lần nữa. Và chúng ta chẳng phải đợi lâu, chúng ta đã một lần nữa chứng kiến đội hình tử thần tụ họp lần đầu tiên kể từ năm 2019 trong trận đấu giữa Brooklyn Nets và Golden State Warriors sáng nay. 4 trên 5 cái tên kể trên đã có mặt tại Barclays Center. Chỉ trừ Klay Thompson không thể góp vui do phải ở lại San Francisco để tập luyện, chạy đua với thời gian cho sự trở lại sắp tới. Nhưng số 11 của Warriors vẫn theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Trước khi quả bóng Wilson được tung lên, Curry và KD đã có cuộc trò chuyện ngắn, ôn lại tí kỷ niệm xưa. Có lẽ Curry muốn biết kể từ khi chia tay nhau, KD sống ra sao và gánh tìm thế nào. Bởi từ đầu mùa đến nay, Durant Tula luôn còng lưng gánh Brooklyn Nets qua từng trận. Trong bối cảnh Kyrie Irving thả mất tiền, bị cấm thi đấu chứ nhất quyết nói không với vaccine, còn James Harden trận hay trận xịt, thì chỉ siêu sao sinh năm 1988 là điểm tựa đáng tin cậy nhất của nửa đen của thành phố New York. Brooklyn Nets đã đút túi 10 trận thắng kể từ đầu mùa và công lớn nhất chắc chắn thuộc về KD. Và chính Durant chứ không phải là Curry là người đang dẫn đầu cuộc đua MVP theo đánh giá của trang chủ NBA. Ở chiều ngược lại, cuộc sống của Curry đã thẳng hơn so với mùa giải trước. Dàn kép phụ tiến bộ rõ rệt, cùng lối chơi bất phụ thuộc vào đầu bếp quốc dân, Warriors trở thành đội bóng có khởi đầu tốt nhất NBA. Nhưng không vì thế mà Stephen Curry bớt nhiệt, anh vẫn vào bếp và nấu chín đối phương bằng những màn trình diễn vượt ngoài sức tưởng tượng. Vài ngày trước, đội trưởng của Golden State đã chính thức vượt qua Ray Allen để trở thành tay ném ba vĩ đại nhất mọi thời, tính trong cả mùa thường niên lẫn playoff. Vì thế, cuộc đối đầu giữa KD và Curry rất được mong đợi. Ngoài là ngày hội của đội hình tử thần, đây còn là dịp để người hâm mộ xác định xem ai mới xứng đáng dẫn đầu cuộc đua MVP hiện tại. Câu trả lời đã quá to và rõ ràng sau 4 hiệp đấu tại Barclays Center. Nếu là một người yêu bóng rổ tấn công, chắc chắn game đấu sáng nay là dành cho bạn. Kevin Durant cùng với Stephen Curry đã cho khán giả no nê với màn ăn miếng trả miếng cực kỳ mãn nhãn. Curry vẫn ném vào cả 4 quả 3 điểm đầu tiên của anh để có được 12 điểm, còn Durant xứng danh ông vua ghi điểm ở mọi cự ly khi cũng mang về số điểm tương tự. Nhưng KD cũng nhắc nhở nhẹ nhàng cho người bạn cũ biết rằng anh ta đang thi đấu tại bờ đông, tại sân nhà của Brooklyn. Với nguồn cổ vũ tinh thần từ hàng ngàn khán giả trên khán đài, Nets chiếm ưu thế ở hiệp đấu đầu tiên khi không cho đội khách có cơ hội nào để vượt lên. Khởi đầu suôn sẻ cho Nets lẫn cho KD, nhưng có lẽ ngôi sao của Nets đã quên rằng bầu trời luôn bình yên trước khi cơn bão ập đến. Chẳng biết sau hiệp đấu đầu tiên Kevin Durant có bước qua cái thung lũng nào hay không, nhưng những cú ném của KD giống như bị một thế lực nào đó ghìm lại. Có lẽ chấn thương ở vai mà KD đang nén đau để ra sân là phần nào khiến cho anh thi đấu không thoải mái. Bên cạnh đó, MVP 2014 vấp phải hàng phòng ngự quá kín kẽ đến từ đội khách. Durant Tula kết thúc trận đấu với chỉ vỏn vẹn 19 điểm, hiệu suất ném rổ chỉ đạt 31%, trong đó có chuỗi 8 quả trượt liên tiếp ở thời gian cuối trận, một sự mắt tay đáng ngạc nhiên đến từ tử thần KD. Đối lập với người đồng đội cũ, Stephen Curry tiếp tục chứng tỏ cho cả thế giới thấy anh mới là MVP ở thời điểm hiện tại. Chẳng cần biết đây là sân khách, cũng chẳng nể nang người anh em từng chiến sát cánh kề vai. Curry tiếp tục biến sàn đấu thành căn bếp của riêng mình. Và anh chiêu đãi tất cả thực khách có mặt tại Barclays Center lẫn xem qua màn ảnh nhỏ một bữa tiệc thịnh soạn bằng thứ bóng rổ đỉnh cao mang thương hiệu Stephen Curry.
Chỉ trong vòng 29 phút, đội trưởng vùng Vịnh tiếp tục đào sâu kỷ lục của mình khi thả cơn mưa 3 điểm vào rổ Ness. 9 pha ra tay thành công ở ngoài vòng bán nguyệt. Đây là trận đấu thứ 37. Đội bếp quốc dân có ít nhất 9 quả ném 3 thành công kể từ khi vạch 3 điểm được áp dụng tại NBA năm 1980. Chưa một ai có thể làm được điều tương tự. Trong 9 cú ném đó, có tới 2 quả được thực hiện từ khoảng cách logo. Không phải là những cú ném ăn mày, đó là sự đẳng cấp đến từ Stephen Curry. Dù bị kẹt trong thế 2 kè 1 hay khoảng cách lên đến hơn 10 mét và đồng hồ chỉ còn 19 giây cho đợt tấn công, Curry vẫn biết cách đưa trái bóng vào rổ một cách ngọt lịm. Hãy nhìn cái cách Kevin Durant và James Harden ngồi bần thần xem Curry hủy diệt Brooklyn Nets. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, hai ngôi sao này biết rằng chỉ còn cách giảng hòa mới cứu cho Nets một trận thua thảm hại, nhưng tất nhiên chẳng ai lại đi làm thế. Nhận định của KD sau trận đấu có lẽ cũng đã nói lên tầm vóc của Curry. Cậu ấy là một bậc thầy trong thế mạnh của mình. Tôi đã từng nói điều này khi cậu ấy đặt chân vào giải đấu. Curry có thể làm bất cứ điều gì với trái bóng trong tay. Không chỉ riêng KD, các KOL khác cũng trầm trồ trước sự bùng nổ của đầu bếp. Bình luận viên Stephen A. Smith không giấu được sự phấn khích. Chẳng tin được tôi đến Barclays Center để chứng kiến điều này. Brooklyn Nets bốc khói luôn rồi. Curry lại biến trận đấu thành cái show của riêng cậu ta. Và Steve Nash hẳn đã chửi thề rằng cái đội chết tiệt và bó tay trong 9 phút cuối trận. Ý tôi là đỉnh của chóp. Còn phát thanh viên của kênh My World Sport, Mark Gunnell, cũng dành những lời ca tuyệt vời nhất dành cho Stephen Curry. Tôi đã nói nhiều rồi, nhưng khẳng định lần nữa Curry là cầu thủ thú vị nhất mà tôi từng chứng kiến. Không một từ ngữ nào đủ diễn tả sự phấn khích mà anh ấy mang lại trong từng trận. Tôi năm nay hơn vài chục tuổi rồi mà chưa gặp cầu thủ nào như thế này cả. Và chẳng cần gì nói thêm nữa, Stephen xứng đáng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất NBA ở thời điểm hiện tại. Người hâm mộ Brooklyn Nets hẳn cũng đồng ý với điều đó. Ba chữ MVP từ người hâm mộ Brooklyn vang lên liên tục mỗi khi Curry có bóng, dù cho đầu bếp vùng Vịnh đang hủy diệt đội bóng của họ. Ở một đấu trường ngập tràn sự ganh đua và máu lửa như NBA, rất hiếm ngôi sao nào nhận được sự công nhận và tôn trọng tuyệt đối từ phía người hâm mộ của đối thủ. Hoặc anh ta đã từng thi đấu trong màu áo câu lạc bộ đó, hoặc anh ta vừa có màn trình diễn tuyệt vời như Stephen Curry hôm nay. Sự bùng nổ của Curry như tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội. Tập thể Warrior đã đánh sập hoàn toàn pháo đài Barclays Center. Từ Kevin Looney, các cầu thủ đánh chính của Warrior đều có trên 10 điểm. Góp công vào chiến thắng hủy diệt của đội bóng vùng Vịnh trước Brooklyn Nets. Joe Harden đã cố gắng kéo điểm cho toàn đội. Nhưng khi Kevin Durant mất tay, các kép phụ khác thi đấu không hiệu quả. Một mình thần dâu chẳng thể nào làm lu mờ đi màn tỏa sáng của Curry. Chiến thắng thứ 12 của Warrior tại mùa giải năm nay giúp họ duy trì vị thế của câu lạc bộ có thành tích tốt nhất tại NBA và chắc chắn người hâm mộ đã tăng thêm niềm tin vào chức vô địch năm nay cho đội bóng vùng Vịnh. Như lời của huyền thoại Shaquille O'Neal, tôi đã nói từ hồi năm ngoái Stephen Curry nên là MVP và cậu ấy đang chơi với đẳng cấp MVP ở mùa này. Golden State đang ở mức 85% khả năng giành chức vô địch và cần nhớ Clay sắp trở lại đấy. Tưởng tượng khi Clay ra sân và họ giữ vững phong độ như thế này, tôi sẽ nói Golden State là đội bóng có khả năng giành ngôi vô địch cao nhất ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, chuyện vô địch vẫn còn nằm ở thì tương lai, nhưng khi Curry cứ tiếp tục cháy và các kép phụ tiếp tục vào tay thì chẳng cần đội hình tử thần, Warrior cũng sẵn sàng gieo rắc ác mộng lên 29 đội bóng còn lại.